Hôm nay mình sẽ tiếp tục thức tỉnh với tộc thỏ. Thì cái chuỗi nhiệm vụ thì nó cũng tương tự như nhau, nhưng mà với mỗi cửa thì sẽ có những cái thử thách khác nhau một tí thôi. Còn về số người thì cũng tương tự như là bao nhiêu tộc khác, 3 người hoặc là trên 3 người. Mỗi tộc khác nhau, đứng những vị trí cánh cửa khác nhau thì mới được nha. Còn những bạn mà tộc Minh khác lại đây bấm vẫn được, bạn nào bấm trước thì bạn đó vào, còn những bạn khác không bấm bị đuổi ra ngoài. Ok, thì mình chỉ việc là mình bật tê lên và chờ 5, 4, 3, 2, 1 và mình sẽ bắt đầu thử thách. Thì thử thách của tộc Minh sẽ là cái gì đây? Trời đất ơi, gì đây? Khám phá mê cung. Trời ơi, đã mù đường còn hơn Euro nữa mà cho mình khám phá cái mê cung này là chết rồi. Không sao, lọ mọ cũng xong. Đây, trời ơi, dễ dàng kiếm được cái nút màu đỏ rồi. Vậy là mình và Bắc Tô đã thực hiện xong thử thách. Vậy chỉ việc là chờ Tấn Tài Gaming nữa thôi. Trời ơi, tưởng ai gà tài ăn mê vuốt. Kiểu này năm sau mà có thể hoàn thành vụ xong được. Ta đi 8 cái mê cung mà giờ Tấn Tài Gaming giờ làm gì vậy? Bay đâu rồi? Trời ơi, tộc người cá lặn biển. Tài biển sâu tưởng cái gì? Lặn biển các bạn ơi. Rồi lại đây thì chỉ việc là mình sẽ tấn tài gaming với Bác Tô. Thì mỗi người sẽ đi một tour, thì cứ xây đi xây lại, xây đi xây lại như vậy cho đều. Không ai thức tỉnh trước cũng không ai thức tỉnh sau hết heo. Đó, phải như vậy nó mới đều, nó mới bền lâu các bạn. Chứ ai cũng giành thức tỉnh hết rồi đâu có được. Mỗi người cứ một chập vậy ok, công bằng nhất. Đi theo cái linh hồn sẽ dẫn mình đi đến cái đồng hồ để mình thức tỉnh. Nó đây, linh hồn chạy chậm coi, chạy dữ vậy. Từ từ, thỏ này, thỏ chưa tăng tốc độ lên. Chờ tăng tốc độ lên, tốc độ mà lên bàn thờ đi rồi thấy cái cảnh. Rồi đâu rồi? Đây rồi, tôi. Chúng ta sẽ bỏ cái bánh răng vào. Vậy là xong. Bánh răng đầu tiên đã được lắp vào. Vậy là còn tầm 4 cái nữa thì mới được. Còn cái thứ năm thì bạn khỏi lo, mình xuống đây mình mua là cái thứ năm sẽ tự lắp sẵn, mua được không đây nè mới là cái vấn đề. Rồi xong. Lần này là phải đi rai, hoặc là như bao nhiêu bạn nói là đi đến cái chỗ mà rút cái dây ma đó mà khỏi, đi rai cho nó khỏe các bạn. Đang nghèo điểm tím. Để mình quá cuồng trước khi đi rai cái đã. Đó, quá lên là lụm bâu ti. Vậy là cái tộc này chuyên gia núp lùm đánh lén rồi sau đó bỏ chạy đang bâu ti nè. Rồi có cái đầu màu trắng ngầu vậy. Tưởng đâu cái đầu của Luffy mũ rơm mà lên gear 5. Vậy là cái con thỏ này là nó ăn cắp cái đầu của Luffy rồi bạn. Nó tháo cái đầu của Luffy luôn. Có được cái đuôi chồn nữa nè. Sau khi mà mình thức tỉnh có cái thanh nộ ở cái trạng thái đầu tiên của V4. Thì mình có một cái thanh nộ như thế này. Có cái bộ tóc màu trắng với cái đuôi chồn heo. Mà những cái vấn đề đó chưa có quan trọng các bạn. Bằng mình phải tiến đến cái giai đoạn 2 ngay lập tức bằng cách mình farm quái hay nhờ bạn bè hỗ trợ. Nhưng mà đi rai là cách tốt nhất, cách ngon nhất để mình có thể mua được cái giai đoạn 2. Nhờ đi rai một rai thì mình cũng đã chính thức đủ lên được cái giai đoạn 2. Bây giờ thì chỉ việc nhờ bạn bè đứng. Ủa kì á, sao trớt vậy? Nó kêu mình quay về gặp cái viên ngọc màu đỏ. À quên, đủ giai đoạn 2 mà mình phải mua, mình chưa có mua. Nên là mình không làm được. Bây giờ mình phải lại đây, mình bỏ 1000 điểm tím ra để mình mua cái giai đoạn 2. Luyện làm một chuyện, rồi mình lại đây mình bỏ 1000 điểm tím ra để mình mua. Thì mình mới bắt đầu tiếp tục làm cái giai đoạn 2. Quay lại cánh cửa nơi thức tỉnh tộc thỏ, cũng là cái tộc mình đang xài. Bật tộc V3 lên. Và phải có sự hỗ trợ của hai bạn bên kia bật cùng lúc với mình nha. Thì mới được. Chứ mình đứng mình múa như vậy là tới Tết năm sau luôn. Đại ơi, mấy cung nữa, quên nữa. Ta gọi chui vô đây. Đã ngu còn hơn Euro đánh lạc 8 cái đường rồi. Tấn mê cung trên mê cung lạc rồi các bạn ơi. Ủa anh sao cứ quay lại cái chấm xanh này hoài vậy? À đây, đường đây. Giả bộ thôi, làm gì có đường cục. Ta gần cục luôn rồi. Rồi đường đâu? Đường bên đây. Ta gần mình giả bộ thôi chứ Euro tuổi với mình. Mình cũng lạc hơn Euro mà chắc chắn Euro tuổi với mình. Trời ơi. Sao mà cứ ôm toàn bờ tường không vậy? Vào toàn đường cục không à? Đây là trời, giả bộ thôi chứ mình thấy từ xa xa rồi. Rồi bây giờ ai sẽ lên dĩa lên thớt trước đây?
Bác Tô hay là Tấn Tài Gaming. Ô ô, Tộc Thiên Thần các bạn. Tấn Tài Gaming chỉ Tộc Thiên Thần ạ. Đổi thành ai ta, à tài mây, tài mây các bạn, tài với ai nhậm lên mây gọi là tài mây. Hợp lý, hợp lý. Rồi mình chung vô đây. Đây là mình sẽ thức tỉnh cái giai đoạn 2 nha. V4 này có đến 4 giai đoạn lận, 5 lần, đúng ra là còn màu nữa mà thôi mình bỏ màu đi. Từ từ thức tỉnh màu sao, căng lắm. Chỉ đổi màu sắc thôi mà. Chừng nào mà màu mình tăng đam hay là tăng thủ gì đây trời ơi. Ở đây phải coi kỹ nè. Một bên là Electric, một bên là Lock, Tornado rồi. Chọn Lock chứ, trang bị vô. Thì các bạn chọn một cái màu đỏ hay là một cái màu xanh thì tùy thích. Các bạn nào mà thích điện thì chọn bên điện, còn nào thích Lock thì chơi bên Lock. Thì Lock nó như thế này nè. Đây, mình cho các bạn xem. Mình hiện tại mình đi ra mình kiếm điểm tím, sẵn mình farm cây tộc của mình lên. Để mình tiếp tục mình làm giai đoạn 3. Đó, các bạn thấy không? Mình lướt cái nó có một cái lốc như thế này, cứ lướt về trước là có một cái lốc, lướt bằng quy nha các bạn, lướt bằng chiêu quy, cứ sử dụng quy là có một cái lốc phía sau nó sẽ gây lượng đam nho nhỏ cho kẻ nào mà dính vào cái lốc đó hay là ngu ngừ lướt vào cái lốc đó thì sẽ bị ăn đam thôi. Rồi bây giờ quay về để xem coi mua được chưa nè. Đã gâu à, được 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 rồi. Ôi mình đi mới có rai với nhiêu bạn là mình mua được giai đoạn 3 rồi. Nếu mà bạn nào đi rai chưa có thì bạn đi thêm rai nữa. Rồi thế nào các bạn cũng mua được giai đoạn 3. Rồi đến đây việc đứng chờ đồng đội. Ok, mở lên, mở lên. Đồng đội phía bên kia cũng phải mở, chứ mình đứng đây mình mở mình là tự kỷ luôn. Ok, mở cánh cửa ra. Rồi tiếp tục mê cung nữa. Tại sao sao thấy cái mê cung này chán nản, trời sao nhiều đường dữ vậy. Mỗi giai đoạn nó sẽ tăng cái con đường lên nha. Bình thường nó có một đường à, bây giờ nó có quá trời đường, nó có một nùi luôn như một cái nùi dẻ vậy đó. Rồi sao đi? Sao đường nào cũng là đường cục hết vậy? Theo sự tính toán của Tấn Mê Cung đã vượt qua hai cái mê cung, ba cái mê cung. Thì đây, bấm độn suy nghĩ. Giờ chúng ta chạy thẳng về phía trước là chắc chắn đường cục rồi. Ta sẽ quẹo qua bên đây. Rồi chúng ta chạy thẳng, thẳng, thẳng. Ôi, bên kia là đường cục. Mình chỉ cái đường cục cho các bạn xem thôi. Chứ mình đi theo những cái con đường mà nó chỉ mà nó không có đường cột đó, đường cột nha bạn. Đó, tới nơi. Tưởng thế nào dễ như ăn cơm bữa đó mà. Các bạn đang suy nghĩ gì? Định dừng clip của mình để xem để các bạn thức tỉnh giai đoạn 3 tập thỏa không? Mỗi bạn mỗi khác nhau nha. Mà các bạn dừng clip được, các bạn xem thì xin chúc mừng các bạn là người may mắn đấy. Và bây giờ đánh với Bin với Hạch Phế. Giờ Phế võ công, Hạch Phế trước. Rồi đá tung dãy cá của Bin xong. Đó, cuồng chiến lên rồi. Đâu rồi, đâu rồi? Quên dặm cái linh hồn. Mà chạy như đúng rồi. Đi theo. Chúng ta đi nào. Cái con đường này với bước đường nào hết. Đường này thì mình không bao giờ mình lạc như Euro. Trời cũng bay dữ à. Bay em định bỏ mình luôn. Đưa đây. Thì đưa cái bánh răng thần thánh đây. Vậy là chọn màu xanh màu đỏ nữa. Lần này mình chọn ở bên điện đi. Điện kết hợp với gió đẹp lắm. Nè, Tornado nữa nè bạn. Mình có thể chọn nó. Thì tùy, các bạn có thể dịch ra để xem cái nào mà nó hợp lý, nó ưng ý thì các bạn chọn. Rồi, vậy là còn cái bánh răng cuối cùng rồi. Trời ơi, tưởng thế nào. Dễ mà. Xây vòng làm rống không. Riết mà mình bóc lột sức lao động của tài mây. Nhảy hết nổi luôn bạn, nhảy ra khỏi server luôn. Chứ bạn nghĩ có làm từ lúc mà update rồi trăng tròn làm xây vòng 4-5 người. Cứ lần vậy mà cứ mỗi tập là 4 lần vậy là các bạn thấy là 4 tiếng đồng hồ rồi. Rồi cứ xây vòng vậy, rưa là đúng rồi. Rồi mình đến đây để mình mua cái này nha. Ok, 2.000. Thì đến 2.000 này các bạn phải mua 3 lần. Thì các bạn mới có thể đi trial được. Đó 1/3 rồi. Thì bây giờ mình cần phải đi luyện tập thêm. Thì luyện tập thì chắc chắn là vào rai để luyện rồi các bạn chứ luyện đâu nữa. Đi rai thì mình chọn đi ải lửa. Các bạn có thể đi những cái ải khác mà thấy cái rai nào mà các bạn đi nhanh nhất, ổn áp nhất thì các bạn lựa chọn. Mà mình đi chỉ có một mình nên là mình đi cái rai thứ hai này rất có thể là mình sẽ mua được 603. Bây giờ về mua thử xem được không. Đi hai rai là mình có được 2.000 điểm tím rồi. Trời ơi, còn tí nữa hoàn vốn rồi các bạn thấy chưa. Nghe lời những bạn khác là ở chỗ Dương mới đã phụ nữ là mình đâu có hoàn vốn, hòa vốn như thế này. Gần hòa vốn chứ chưa hòa vốn. Làm tiếp hai rai tiếp theo. Thì đây là cái rai thứ hai.
ở cái đợt thứ 3 mình mua. Thì cứ mỗi đợt mình mua như vậy thì mình sẽ đi 2 rai. Tổng cộng là ở cái lần thức tỉnh ở giai đoạn 4 này thì mình đi đến 6 rai lần. Cứ một lần mình mua là mình đi 2 rai. Rồi bây giờ về mua nè, xem có được hay không. Đấy, được. Mà mình đi một mình nha, còn các bạn đi đông thì mình không biết là bao giờ các bạn mới có thể mua được giống mình. Thì tùy thôi, liền đủ thì các bạn lại đây các bạn nói chuyện mua được là ok. Nãy ham hố mấy cái rai để chuẩn bị cho giai đoạn 4, quên cho các bạn xem giai đoạn 3. Thì ở cái phần chỉ số này á, thì nếu các bạn nhìn thấy cái điểm kiếm, điểm súng mình kìa, được cộng thêm. Thì ở cái giai đoạn 1, ở những cái tộc nào đi chăng nữa thì các bạn đều được cộng. Nên là bây giờ ra ngoài server thường, các bạn nào mà vừa combo được kiếm, súng, trái quỷ, melee mà có cái power này mà bật lên thức tỉnh như thế này thì thôi rồi, lậm ơi, chỉ có nước là khóc thét kêu cha gọi mẹ thôi. Rồi bây giờ cho các bạn xem thử coi là cái bánh răng số 3 làm được gì. Có, các bạn thấy nó có điện kìa. Lúc nãy là mình chạy nó không có cái điện ở phía sau, bây giờ nó có điện, vừa điện vừa lóc luôn, rất là đẹp. Lát mình thêm một phát điện vô nữa, chắc cái điện này nó mượt lắm luôn. Nhìn đã đó chứ. Đam thì cũng tương đối ít, chứ không có nhiều. Nhưng mà được cái đẹp, đẹp là được. Rồi bây giờ mình sẽ đi thêm một lần cuối cùng, để mình có thể bỏ cái bánh răng vào và mình thức tỉnh cái giai đoạn cuối cùng, cũng là cái giai đoạn thứ tư trong video ngày hôm nay. Trời ơi, về nơi cung nữa. Mình gặp cái mê cung của mình ớn, tự nhiên cái ớn ngang xương luôn. Giờ mò thôi chứ biết sao giờ, trời gỗ đường gì quá trời luôn. Giờ mò còn hơn hiệp sĩ mù nữa nè. Tối thui thùi. Tao bật kêu quan sát nãy giờ hèn chi. Sao tự nhiên kêu tối. Rồi cục luôn. Cục luôn. Không sao. Còn 36 giây mà. Với cái trình độ mà mò đường mà dò thám của mình thì cứ vào đường cục còn hơn cả vô rô nữa. Không sao. Mấy bạn khác xong hết rồi. Còn mình. Tại gần sao mà cứ mò vô đường cục rồi. Xong rồi. Hâu rồi lắm ư. Còn 20 mấy giây nữa. 20:19. Ra rồi, nằm trong đây này chứ đâu. Rồi mình biết hết đó. Trời ơi, hên là ngay nha. Không ngay nhỉ, chắc mang nhục lắm. Nhưng mà cũng trúng, trời ơi, mình tính hết rồi. Trời, trăng tròn vừa kết thúc luôn kìa. Thì nếu mà các bạn đã đi vào cái chỗ mà thực hiện thử thách cùng với bạn bè đó, thì các bạn thực hiện trăng tròn kết thúc cũng chả sao nữa. Các bạn thấy không, trăng tròn kết thúc mà bây giờ mình ra đây, mình vẫn muốn bê bê với bạn bè. Nên là cứ yên tâm các bạn ơi. Vô tư, ủa sao mình đánh chủ tịch hoài không sao. Ủa rồi quên bật Haki luôn. Chủ tịch mà. Chủ tịch cho phép rồi mình mới dám đánh các bạn. Ok. Giờ cái linh hồn đâu rồi? Có chạy theo mình luôn. Giờ mình chạy luôn không giảm gì hết á, chạy luôn. Ủa đâu à? Bỏ mình. À kìa. Phải có cái này mới triệu hồi bánh răng cho mình để mình lắp ở cái vị trí cuối cùng. Rồi. Ngon lành. Trang bị vô thôi. Đây là cái bánh răng cuối cùng. Không biết có cho mình chọn màu đỏ với màu xanh hay không, hay là mình lắp thẳng màu đỏ vô luôn ta. Giờ thử mới biết được. Đây. Màu xanh, màu đỏ. Giờ lắp màu gì? Tornado nè. Hồi lắp cái này đi các bạn. Chỗ dữ, thấy super là dữ rồi. Lắp vô. Thấy super là người ăn, lắp vô liền. Ngon ngon. Nhìn đã chưa? Đủ hết rồi. Bây giờ chỉ ra thử thôi. Ở xuống đây coi thử xem. Mà các bạn khi mà bấm xuống đây mà để mua 3000 điểm tím là các bạn mua màu. Để các bạn thực hiện để đổi cái màu sắc. Như mình nãy là màu xanh lá đúng không, thì mình có thể đổi sang màu tím, màu vàng, màu đỏ gì đó là tùy. Giờ biến lên. Giờ dứt thử nè. Rồi nó mượt các bạn. Các bạn nhìn kìa. Wow. Phía sau của nhân vật của mình ra điện rất mượt. Nhìn lẹ lẹ đã mắt sao á. Thì mình chọn bên phần gió thì mình nghĩ là cái phần gió đó sẽ rất là mượt hơn. Nhưng mà mình chọn như thế này thì mình thấy là nó ok cô cô hơn. Nó lẹ mà nó có lóc kèm theo nữa thì quá là tuyệt vời rồi. Nhưng mà đi BB thì mình sẽ nhờ vào cái khả năng lướt như thế này để mình né chiêu đối thủ cũng như là mình chạy trốn. Vậy là tập thỏ thêm tập chạy trốn, trốn chạy nữa rồi đó hả. Tại gọi con nó chạy. Chạy này chắc 1000 km/h quá trời. Ồ, bật V3 lên nữa là trời cứu. Lướt kiểu này ai dí cho được. Gặp ai mà tộc người cá cứ lết rời là thôi rồi. Quấn lén xong chạy trốn đây. Cho các bạn xem cái góc nhìn của cái ạc phụ của mình. Nhìn đặc chính chạy. Nhìn cái muốn thua luôn. Nhìn cái hết muốn dí. Sao dám dí được. Ưng quá ưng.
Vậy là mình đã hoàn thành cái quá trình thức tỉnh hết 4 giai đoạn của tập thỏ. Giờ còn chỉ có giai đoạn cuối cùng, giai đoạn thứ 5. Nhưng mà giai đoạn thứ 5, giai đoạn màu thì từ từ đi. Sau này mình thử thức tỉnh xem coi là nó có lên đam hay là có tăng cái gì cho mình hay không. Còn bây giờ thì video mình đến đây là hết rồi các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Nếu mà các bạn có đánh giá sao về cái tập thỏ thức tỉnh V4 này thì bạn để lại comment bên dưới. Cảm ơn các bạn nha và bye bye.